Thưa quý vị, đoàn kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa đến kiểm tra kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang năm 2023 tại quyền Phú Tân và chợ mới. Tại quyền Phú Tân, năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và cấp xã, tổ chức lễ giao nhận quân đúng kế hoạch, đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đủ chỉ tiêu được giao, tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt chế độ tiêu chuẩn hậu cần, quân nhu, quân nghi và chăm sóc tốt sức khỏe cho các lực lượng, quân số khỏe đạt 100. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đề nghị Ban Chỉ huy quân sự quyền Phú Tân tập trung khắc phục một số hạn chế trong giao án huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, phải xác định phương pháp huấn luyện, yêu cầu và chỉ tiêu, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức luyện tập bắn súng và các tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cho các đối tượng theo quy định. Tại quyền chợ mới, qua kiểm tra tại ban chỉ quy quân sự quyện và ban chỉ huy quân sự thị trấn chợ mới cho thấy, các đơn vị đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang quyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, triển khai nhiều mô hình hiệu quả thiết thực như mô hình vận động, mua bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân tại chỗ, mô hình giữ xe tại chợ của ban chỉ quy quân sự sang thành trung, mô hình nuôi cá, nuôi ếch của ban chỉ quyên quân sự xã Mỹ Hiệp, mô hình bảo trì và sửa chữa của ban chỉ quyên quân sự thị trấn Hội An. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đề nghị Đảng ủy quân sự huyện tiếp tục quán triệt, bám sát hướng dẫn, định hướng phong trào thi đua quyết thắng của cấp trên, đề ra những giải pháp thiết thực cụ thể để thực hiện đồng bộ phong trào thi đua quyết thắng, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Hôm qua, Ban thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang tổ chức hoạt động ươm mầm sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang năm 2023 cho hơn 100 em học sinh trung học phổ thông quyền Châu Phú. Chuỗi hoạt động ươm mầm sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang năm 2023 được thực hiện dành cho các học sinh trung học phổ thông ở 4 huyện Châu Phú, Phú Tân, Tân Châu và An Phú. Tham gia chương trình các em học sinh được trang bị kiến thức về ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp hướng dẫn phát triển ý tưởng, trình bày ý tưởng sáng tạo, giúp học sinh sinh viên tự tin, chủ động trong khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia cuộc thi viết và trình bày ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp giữa các nhóm, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm các chủ dự án về quá trình hình thành ý tưởng cũng như những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động mô hình hiệu quả trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đoàn quân y bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo tại xã Lạc Quế, huyện Tri Tôn. Tại đây, các y bác sĩ quân y bộ đội biên phòng tỉnh An Giang khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân là đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng cơ số thuốc cấp cho người dân trong dịp này trị giá hơn 95 triệu đồng. Qua khám bệnh, các y bác sĩ phát hiện phần lớn người dân nơi đây chủ yếu mắc các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, xương khớp và đau mắt đỏ do ô nhiễm nguồn nước. Bên cạnh đó, các y bác sĩ còn tư vấn cho người dân biết về tình trạng sức khỏe để có hướng điều trị cũng như tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh kịp thời. Đoàn cũng kết hợp tuyên truyền về dịch bệnh đau mắt đỏ, bệnh đầu mùa khỉ và hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe và vệ sinh môi trường trong phòng chống các bệnh truyền nhiễm trong mùa nước nổi.